Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của anh ngữ quốc tế Alex. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đã gần bắt đầu chuyển sang một năm mới. Khoảng thời gian này một số bạn là đã ở quê rồi, một số bạn thì đang chuẩn bị hoàn thành công việc, còn một số bạn thì đang có cái bước là gói ghém đồ đạc và chuẩn bị là lên xe để mà chúng ta về quê. Trong cái khoảng thời gian mà nghỉ Tết sắp tới, khoảng tầm từ 1 cho tới 2 tuần, các bạn thường sẽ có một cái khoảng thời gian rảnh khá nhiều. Cái khoảng thời gian mà trong những ngày đầu năm, mùng 1, mùng 2, mùng 3 chúng ta dành cho ông bà, cha mẹ và bạn bè vân vân. Nhưng rồi những cái ngày sau đó thì sao nhỉ? Tại vì có một số bạn là đặt ra câu hỏi với mình là về việc là không biết là mình có thể giới thiệu cho các bạn một số đầu sách hay không. Bởi vì khoảng tầm sau Tết, giữa cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 là các bạn sẽ bắt đầu trong cái kỳ thi IELTS, các bạn đã đăng ký và các bạn chuẩn bị đi thi. Thì hôm nay mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, cũng như là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai đầu sách mà mình gọi là tâm đắc nhất. Hai quyển sách này sẽ là hai quyển sách mình sẽ hỗ trợ cho các bạn theo cá nhân mình nha, và hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Mình sẽ để link của từng quyển ở bên dưới phần mô tả của video. Nhưng mà trước khi mà các bạn vào và các bạn xem cũng như các bạn đọc sách á, thì các bạn có thể tham khảo video này để xem là cái tiêu chí của mình chọn sách như thế nào, cũng như mỗi đầu sách như vậy thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn những gì, để xem là nó có phù hợp với các bạn hay không. Chúng ta cùng bắt đầu vào video thôi. Với tiêu chí của mình đó là dễ hiểu, dễ đọc và dễ tiếp thu. Quyển đầu tiên mà mình chọn đó là Basics IELTS. Bởi vì sao? Đối với cái quyển này nó sẽ chia đều ra 4 kỹ năng cho các bạn, luôn là nghe, nói, đọc, viết với 4 quyển khác nhau. Và trong cái quá trình mà học cũng như là làm bài ấy, thì cái mà có thể phù hợp cho các bạn đó là sẽ là hướng cho các bạn về cái cách làm như thế nào. Ví dụ như về cái phần bao quát cho tới chi tiết nha, phần writing của IELTS, writing task 1 có những chủ đề khác nhau, ví dụ như là chủ đề về thank you letters, mình nói ví dụ như thế. Thì để viết một cái lá thư như thế nào, các bạn cần phải bố trí ra làm sao và bố cục nó như thế nào, làm sao đó để mà cho cái cách viết của các bạn có được cái sự gọi là công nhận, cũng như là có được một cái bài điểm cao, và mình nên ứng dụng những cái từ vựng như thế nào vào cho cái bài viết. Các quyển Basic IELTS là một trong số những quyển sách hỗ trợ để cho các bạn rất tốt trong cái việc là các bạn tự ôn luyện tại nhà, cũng như là các bạn review lại toàn bộ kiến thức của các bạn trong cái khoảng thời gian mà các bạn bắt đầu học. Hai điểm nữa mà mình rất thích trong cái quyển này đó là khi mà các bạn học thì các bạn sẽ được hỗ trợ về cái lượng từ vựng. Nhưng mà mình đã nói trong những video lần trước đó là từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm là bộ ba rất quan trọng trong việc học luyện thi IELTS. Thì khi mà các bạn làm phần làm bài viết, các bạn được hỗ trợ cái lượng từ vựng rất nhiều. Trong mỗi một phần, trong mỗi topic của các bạn, khi mà các bạn làm bài ấy, thì các bạn đều có những cái từ vựng gợi ý cho các bạn, và các bạn sử dụng cái lượng từ vựng đó như thế nào phụ thuộc theo các bạn thôi. Nhưng mà các bạn sẽ có một cái sự chọn lọc và đã được hỗ trợ trong phần chọn lọc đó. Cho nên là nó khá là may mắn cho các bạn. Tại vì ngày trước ấy, nếu như mà mình làm một cái phần nào đó, và đặc biệt là đối với phần làm bài của bản thân mình á, mình cần phải tìm hiểu và mình cần phải nghiên cứu, mình cần phải sàng lọc ra rất nhiều. Thậm chí là cái lượng từ vựng của mình ngày trước nó rất hạn hẹp. Và khi mà mình sử dụng về từ điển giấy để các bạn có thể chọn lọc ra những cái từ vựng mà nó phù hợp cho cái bài viết đó, nó là một cái sự khủng hoảng đối với mình. Nhưng mà bây giờ bạn đã được hỗ trợ và tác giả ghi chú rằng đầy đủ rõ ràng hết tất cả mọi thứ. Thêm một cái nữa mình thích, điểm thứ hai đó là quyển sách này nó có cái answers key. Tức là khi mà các bạn làm bài sẽ có những cái câu trả lời, có hết tất cả những phần đáp án ở phía sau quyển sách. Các bạn chỉ cần vào đó và các bạn xem thử, các bạn check lại xem là các bạn làm đúng hay không. Thì tùy theo các bạn làm, theo dưới dạng là file cứng hoặc file mềm, mình để link ở dưới file mềm ha. Các bạn có thể in ra, rồi các bạn mang về quê, đi theo trên xe, hoặc các bạn làm trực tiếp trên iPhone hay là iPad hay là trên điện thoại, laptop của mình này chẳng hạn. Tùy theo cái cách thức mà các bạn làm bài, tuy nhiên là cũng đừng có lạm dụng quá về cái những cái đáp án này. Tại vì nếu như các bạn làm không đúng với thực lực của mình đó, thì nó sẽ rất dễ bị một cái trường hợp đó là các bạn không biết rõ là năng lực của các bạn nó nằm ở mức nào. Chẳng hạn mình cứ làm xong rồi sau đó là mình check lại đáp án, ok ha. Quyển thứ hai, Get Ready for IELTS. Đối với quyển này thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn, thực sự là nó đích thị là dành cho những bạn mới bắt đầu học IELTS luôn. Nhưng mà mới bắt đầu học IELTS nha, chứ không có nghĩa là mới bắt đầu học tiếng Anh. Tại vì cái quyển này tác giả Colin speak hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thành ra khi mà các bạn sử dụng á, nó sẽ tập trung vào trong cái việc là các bạn, những bạn nào mà đang muốn có
những bạn nào mà đang muốn có cái brand điểm quan tâm từ 4.0 đến 6.0 thì các bạn sẽ thật sự là các bạn sẽ yêu thích cái quyển sách này. Cái quyển sách này á, nó sẽ hỗ trợ được cho các bạn rất nhiều, đặc biệt là đối với những bạn nào mà đang muốn nâng cái brand điểm lên, những bạn nào khoảng tầm 3.0, 4.0 IELTS nhưng mà muốn nâng cái brand điểm lên, thì tác giả Colin Scott viết hết tất cả đầy đủ những cái tips có hình thể hỗ trợ được cho các bạn. Đồng thời á, là cái cách bố trí của quyển sách này nó sẽ chia đều ra 12 unit với 4 kỹ năng ha. Và trong 12 unit đó, nó sẽ cứ mỗi 3 unit là các bạn sẽ được review lại một lần để xem là cái kiến thức mà mình học nó như thế nào và được hỗ trợ ra sao. Đồng thời á, là trong cái quá trình mà các bạn đọc sách á, thì tác giả cái phần mở đầu á, tác giả Collins cũng có ghi rõ là đối với những bạn nào mà đọc cái quyển sách này nó sẽ nằm, nếu như mà các bạn ôn luyện chỉ với quyển sách này thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm 50 giờ học ở trên trường. 50 giờ học này nếu mà mình chia ra thì tại vì một khóa học của các bạn đã nâng khoảng tầm 1-1.5 IELTS, nó khoảng tầm từ 48-72 giờ, thì cái quyển sách này nếu như mà bạn luyện xong thì nó cũng đã tương đương với lại 50 giờ học rồi. Nhưng 50 giờ học này là các bạn chia ra nha, chứ không phải là đọc sáng tối như vậy trong khoảng tầm 3 ngày nha. Không có, như vậy nó không có hiệu quả và các bạn sẽ bị bồi thực kiến thức đó. Cho nên là các bạn chia đều ra như vậy và mình chia ra giống như là mình đi học như bình thường, hoặc các bạn có thể là cho nó với tần suất cao hơn, ví dụ là thay vì ngày thứ 6 hoặc 3 năm 7 thì bây giờ từ thứ 2 cho tới thứ 7 mỗi ngày các bạn dành ra khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ cho các bạn tự ôn luyện, nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Thêm một điều mà mình rất thích đối với cái quyển này đó là về cái phần mà tác giả hỗ trợ cho các bạn, tại vì những cái tips để mà làm bài á, thực sự ra là đối với những tác giả khác nha, họ chỉ cho các bạn về cái kiến thức sơ bộ thôi, chỉ ghi ra cho các bạn và ok để mà có thể làm bài về phần học luyện thi IELTS, các bạn không phải thế này, các bạn đối với thế này thì đáp án sẽ là A, đáp án sẽ là B, C, đúng không? Không, đối với cái quyển sách này nó sẽ khác, các bạn nên làm một bút chì khi mà các bạn hoàn vào đáp án ha, để có thể dễ bôi. Tuy nhiên là tác giả sẽ phân tích ra cho các bạn là tại sao chúng ta lại phải chọn cái đáp án đó, tại sao chúng ta cần phải làm như thế này, tại sao chúng ta cần phải làm như thế kia. Mỗi một kỹ năng như vậy sẽ có những cái tips khác nhau để mà hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà các bạn làm bài. Mình chưa thấy tác giả nào có tâm như vậy luôn, thật sự luôn á. Tại vì thường là sẽ là chỉ viết cho các bạn về cái lượng kiến thức thôi và hỗ trợ cho các bạn là nằm trong cái mức mà các bạn có được kiến thức thôi, chứ không phải là hướng cho các bạn là từng kiểu cầm tay, cầm bút lên chỉ cho viết ở đâu, viết như thế nào cho chuẩn xác. Thực sự quyển này nó rất phù hợp cho tất cả những bạn nào mà đang muốn trong quá trình tự học. Tuy nhiên mình cũng có một cái lưu ý nhỏ nhỏ như sau là hai đầu sách mình nói nó đều có hỗ trợ cho các bạn về phần speaking, nhưng mà speaking thì không phải là một trong số những kỹ năng mà các bạn có thể tự ôn luyện một cách gọi là tốt. Các bạn có thể tự ôn, nhưng để mà tự ôn cho tốt thì các bạn cần phải có một cái sự cọ sát, bởi vì miệng của các bạn, cả bản thân của các bạn khi các bạn còn nhỏ thì cách mà các bạn học nói có phải là các bạn bắt chước theo bố mẹ, đúng không nào? Chúng ta bắt chước và chúng ta có một cái sự chỉnh sửa từ bố mẹ, các bạn nói gì đó sai hay các bạn nói ngọng, bố mẹ sẽ chỉnh sửa lại cho mình, vân vân, thầy cô nữa rồi bạn bè nữa. Thì trong quá trình học về speaking cũng thế, các bạn cần phải có một cái sự cọ sát. Cọ sát ở đây là đúng theo cái phần học thuật luôn, chứ không phải là chỉ là nói chuyện theo dạng đường phố hay là nói tiếng Anh bồi, thì nó sẽ không mang tính chất học thuật cao, là các bạn rất khó để các bạn có thể lấy được IELTS ở đây cao. Các bạn cần phải có một cái sự hướng dẫn. Thì trong khoảng thời gian này các bạn có thể là contact, các bạn có thể liên lạc, gọi Facebook, gọi trên Messenger để mà các bạn trao đổi với những bạn bè. Chúng ta chọn ra một cái khung giờ nào đó thôi, chúng ta có thể rủ bạn bè đi cà phê, chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh để có thể nâng cao năng. Cái này đôi bạn cùng tiếng mà, tốt mà, đúng không? Chưa kể tới việc đó là cách mà các bạn canh thời gian học, nó cũng là một trong số những cái quan trọng. Cái này đối với những bạn nào mà đang ở nhà hoặc là ở không có phải về quê á, hoặc là gia đình ở đây nhưng mà các bạn có một cái không gian phòng học riêng và không có cần phải giống như kiểu là các bạn, nhà của các bạn cũng không có gọi là chơi Tết nhiều hay đón khách nhiều á, thì cái đó nó bình thường rồi ha. Một ngày các bạn có thể trong những ngày Tết mà rảnh, các bạn không phải đi học đi làm, các bạn có thể dành ra 2-3 tiếng các bạn ôn IELTS. Nhưng đối với những bạn nào mà phải ở nhà nha, và chúng ta cái không khí nó hơi ồn ào, nó hơi náo nhiều một chút xíu á, thì mình nghĩ cách tốt nhất là các bạn nên chia ra, chứ đừng làm một phát phải tầm 2-3 tiếng để mà làm hết tất cả bốn kỹ năng, nó không có hiệu quả. Thậm chí kể cả cái việc mà các bạn làm quản lý đi hợp đồng, có nếu mà giả sử nó là một tiếng đồng hồ á, thì các bạn có thể chia ra là khoảng tầm 30 phút để các bạn làm phần đầu part 1, rồi sau đó những phần còn lại các bạn chia đều ra 15-20 phút gì đó. Và trong quá trình các bạn làm như vậy thì các bạn thực sự các bạn phải tập trung, bởi vì nếu như mà các bạn làm một chút xíu mà có ai đó tới hay khách khứa tới gì đó, các bạn
bị mất tập trung, các bạn cũng hơi khó chịu đúng không? Mà đầu năm mà mặt mình nhăn như vậy thì không có may mắn đâu. Cho nên là các bạn cứ chia đều ra như vậy đó. Đó là khoảng thời gian mình cũng học, mình cũng thoải mái hơn. Mình làm khoảng 30 phút xong mình ra mình ăn miếng bánh, uống miếng nước trà với ông bà cha mẹ của mình, mình nói chuyện với mọi người. Tết mà, đúng không nào? Rồi, đối với phần speaking thì trong cái quá trình mà các bạn học ôn luyện đó, cần phải có cái chỉnh thêm nhiều về cái phần từ âm, ngữ điệu và đặc biệt là về body language, làm sao để mà cho cái câu nói của các bạn và cái phần trình bày của các bạn nó cuốn hút hơn. Thì cái này mình sẽ có thêm những cái video hỗ trợ thêm cho các bạn sau. Rồi, that's it. Thế thôi, hầu hết tất cả những bạn nào mà đang muốn cho lấy cho mình một cái brand đẹp cao thì các bạn sẽ muốn tự học nhiều hơn, các bạn sẽ cố gắng để mà các bạn học thật tốt. Tuy nhiên á, thì cái này mình vừa khuyến khích và cũng vừa khuyên các bạn, đến như những bạn nào mà chưa nắm rõ về cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình, hoặc là cảm thấy là mình ý chí của mình hơi lung lay, hay là cảm thấy là mình bị mất gốc, bởi vì khi mà bắt đầu vào học IELTS các bạn đã cần phải có một cái nền trước rồi, và đa số các bạn tự học á, thì thường là tự học để mà lấy những cái bài điểm cao hơn, khoảng tầm 7.0, 7.5 vân vân. Thì đối với những bạn nào mà đang học ở mức basics, những cái mức cơ bản ha, những bạn nào đang học ở mức cơ bản, các bạn có thể chọn lựa là mình tìm những cái trung tâm mà hỗ trợ cho mình trong cái phần test về kỹ năng trước, thì mình sẽ thử xem cái đầu vào của mình như thế nào ha. Rồi, hoặc là nếu như các bạn cần hỗ trợ về test kỹ năng, các bạn có thể để lại tên và số điện thoại ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, cũng như mình sẽ có chuyên viên hỗ trợ học hoặc hỗ trợ cho các bạn về cái phần này. Mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ Tết thật là vui với gia đình, với ông bà cha mẹ. Những bạn nào mà sau Tết các bạn thi á, thì sẽ có được cái bảng điểm thật tốt như các bạn mong muốn. Chào các bạn.